Sáng nay, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng khai mạc hội thao và giao lưu văn nghệ nhân kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống Tòa án Nhân dân 13 tháng 9 năm 1945, 13 tháng 9 năm 2023. Hội thao năm nay có sự tham gia của 12 đơn vị thi đấu 5 môn, bóng đá mini nam, cầu lông, bóng bàn, nhảy bao bố, kéo co. Các môn thi đấu diễn ra trong 2 ngày, ngày 8 và ngày 9 tháng 9, với tinh thần rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hội thao kỷ niệm ngày truyền thống Tòa án Nhân dân cũng là dịp để cán bộ, công chức, người lao động ngành tòa án được giao lưu, cổ vũ phong trào thể thao, góp phần tạo không khí vui tươi phấn khởi, thúc đẩy phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong cán bộ, công chức, viên chức ngành tòa án, xứng đáng là cơ quan bảo vệ công lý, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.